Lâm Anh Ngọc xin được gửi lời chào đến các anh chị còn lại ở khán phòng này. Thật sự là rất là cảm ơn các anh chị, là tại vì trước khi mà đến đây là cũng hơi trễ giờ, chạy bán sống bán chết, bị công an bắt lại. Rồi bắt lại xong nói vài câu rồi thì anh cho đi. Chạy vừa tới đây thì mới phát hiện ra là mình quên điện thoại ở ngay cái khách sạn mà mình làm chương trình. Nhưng mà cũng may mắn sao, chắc là làm chương trình từ thiện cho nên gọi điện lên, cuối cùng là người ta đang giữ điện thoại trên đó, không có mất điện thoại. Mà Ngọc cũng nghĩ trong bụng rằng là nếu mà đến đây mà trễ quá mà không còn ai ở lại thì Ngọc cũng sẽ hát cũng như là cái trái tim mình để hướng về miền Trung. Bây giờ thì bao chót chương trình rồi, rất là mong tất cả các anh chị ở lại ủng hộ cho tiết mục cuối cùng này, một ca khúc mà Ngọc đã viết cho một bộ phim phát sóng trên HTV. Thì ca khúc này cũng nói về cái tấm lòng của mỗi con người hướng về miền Trung thân thương, và những cái ý nghĩa này thì cũng muốn gợi lại một chút cảm xúc cho tất cả các anh chị. Xin mời các anh chị cùng lắng nghe. Cho lòng ấm em ngày mai, tình hồng kết nối
tối ngày hôm nay sẽ huy động được nhiều tiền để giúp đỡ cho người dân miền Trung. Một lần nữa rất là cảm ơn MC Thiên Ân, cảm ơn các bạn bởi vì đã tạo nên một cái chương trình rất là ý nghĩa. Và Ngọc biết rằng là để tổ chức cái chương trình này thì anh Ân gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà trong mỗi một lần khó khăn như vậy thì Ân cũng đang cố gắng vượt qua với một cái tâm nguyện của mình là làm sao đem được một cái niềm vui cho người dân. Ngọc hy vọng rằng là với cái tấm lòng này thì anh chị sẽ ủng hộ dài lâu cho Thiên Ân cũng như là những người thực hiện chương trình. Mà trước tiên nhất là một tràng pháo tay được không ạ? Xin được cảm ơn giọng ca của ca sĩ MC Lâm Ánh Ngọc.